thể thấy rằng là như bản thân Mai Phương trước khi mà gặp anh Tuyền ở ngoài đời ấy, thì Mai Phương nghĩ rằng Hứa Kim Tuyền, cái tên này sẽ là một người ở bên ngoài, là một cái người mà rất là trầm tính này, sâu lắng này, sâu sắc và có cái gì đấy hơi ít nói. Vì rõ ràng là trong những cái bài hát của Hứa Kim Tuyền thì đều là những cái tâm trạng rất là trăn trở này, với nhiều trải nghiệm trong cuộc sống và rất nhiều những cái bài hát buồn này kia nữa. Nhưng mà bên ngoài gặp là một hình ảnh hoàn toàn khác nha tất cả quý vị khán giả. Là một chàng trai rất là nhí nhố và nhiều năng lượng. Đó, hãy chia sẻ về điều này ạ. Thật ra thì cái này là em nghĩ là mọi người thì chắc là hết 9 người đã bị nhầm về con người em rồi. Tại vì thật ra ấy, nói về âm nhạc á, thì em cũng mới chia sẻ rất là nhiều. Em là một người hơi bị đa nhân cách trong âm nhạc. Thì thật ra kiểu, tức là mỗi lần mình viết một bài hát là mình lại kể một câu chuyện. Mà mình muốn kể cái câu chuyện đấy thì mình phải nhập tâm vào nhân vật, và mình phải nhập tâm vào cái vấn đề mình đặt ra trong bài hát. Thì là mình mới có thể viết cái bài hát đó ra một cách nó chân thực nhất, và nó gần gũi với mọi người nhất, và nó rõ ràng nhất. Còn riêng về cái cuộc sống cá nhân của em bên ngoài á, thì thật ra mặc dù âm nhạc của em nó có đa chiều như thế nào, nhưng mà nó sẽ có một cái tính chất chung của tất cả bài hát của em là nó đều rất là mang, có dù bài hát buồn nó vẫn có một cái tia sáng ở cuối đường hầm á. Tức là em luôn mang một cái sự tích cực ở trong người, thì bên ngoài em cũng là một người rất là vui vẻ, tí ta tí tởn. Cái này bạn không cần quảng cáo, tôi gặp mới có một vài phút thôi tôi đã cảm nhận được cái điều đó rồi. Nhưng mà cái sự đa sắc màu ở trong âm nhạc của Tuyền ấy, nó sẽ thể hiện ở những cái điểm gì? Ví dụ như là những cái đề tài mà bạn viết này, hay là những cái thể loại âm nhạc mà bạn chọn này, rồi cái màu sắc âm nhạc nó, cái sự đa dạng nó sẽ thể hiện như thế nào? Em nghĩ là sự đa dạng nó nằm ở tất cả mọi thứ, từ cái vấn đề đặt ra trong bài hát cho đến dòng nhạc em lựa chọn, cho đến cả những cái thế hệ nghệ sĩ em làm việc cùng cũng rất là đa dạng. Thì em nghĩ thật ra, tức là có rất là nhiều cái quan điểm là một mình phải làm một cái gì cho chắc, và kiểu mình phải làm cho nó đến nơi đến chốn, nói chung là một cái màu sắc gì đấy. Nhưng bản thân em lại nghĩ khác. Tại vì nếu mà mình có thể có khả năng làm tốt nhiều cái thì mình vẫn có thể làm nhiều cái. Tức là mọi thứ trong, đặc biệt là trong nghệ thuật và trong âm nhạc, nó là không giới hạn. Thì bản thân mình phải khai phá mình càng nhiều đề tài, càng nhiều chủ đề, càng nhiều màu sắc càng tốt. Để cho mình tạo ra được một cái sự đa dạng, không chỉ cho bản thân mình mà là còn cho cái món ăn âm nhạc, những cái bữa tiệc tinh thần của khán giả nó đa dạng hơn. Ơi, Phương ơi, Phương không biết là Phương cảm thấy thế nào, chứ tôi cảm thấy như tôi đang ngồi trước hai MC ạ. Từ đầu đến giờ mới có khoảng 5 phút đầu tiên, 10 phút đầu tiên của chương trình thôi mà tôi thấy là không câu nào là làm khó được bạn ý nhá. Bạn ấy trả lời rất là rành mạch. Thì em sẽ bật mí cho chị một thông tin là anh Hứa Kim Tuyền là từng là phóng viên. Đó, nên là khi mà người ta từng là phóng viên thì chắc chắn là người ta sẽ ăn nói rất là trơn tru. Đúng rồi, nói rất là rành mạch, rõ ràng, từ ngôn từ rất là sắc nét. Tôi thấy như là tôi đang ngồi trước hai MC và tôi là khách mời ấy, chứ không phải là tôi là MC nữa. Đây là một phê này. Nhìn trang phục thì mọi người cũng thấy rồi đúng không ạ? Nhưng mà tôi nghĩ rằng không biết là nếu mà đặt bạn ấy vào thử thách thì liệu bạn ấy có kể trơn tru được như vậy, mạch lạc được như vậy trong những cái câu chuyện của bạn ý hay không? Ok. Ở trong cái hộp quà này ấy, thì là thử thách dành cho Hứa Kim Tuyền. Ôi, em sợ mấy cái hộp này lắm ấy. Không, thử thách đầu tiên thì nó rất là nhẹ nhàng. Vâng. Hôm nay anh Tuyền đến đây là em rất là thích những bài hát của anh. Và em đã mượn bài hát của anh để hát rất nhiều lần mà không xin phép. Nên em cũng xin là em em nhẹ tay khi mà em thử thách tay. Không, với anh đã đánh bản quyền em. Ok, đây thì ở bên trong đây là những lá thăm. Những lá thăm này là những từ khóa. Và khi mà bốc được bất cứ một cái từ khóa nào, nó có thể tên bài hát, một bất cứ một gì đấy, okay, thì anh hãy chia sẻ một câu chuyện liên quan đến từ khóa đó mà anh chưa chia sẻ ở đâu. Quan trọng nhất là chưa chia sẻ ở đâu. Nếu mà anh chia sẻ ở đâu rồi mà để cho nhà hàng bữa trưa vui vẻ ở trong nhà bếp rồi có công cụ phát hiện đó. Nếu mà phát hiện ra thì có cái tool để quét. Dạ đúng rồi, có cái tool để quét xem nói thật là rồi á, thì anh sẽ phải hít đất 10 cái trên một oh my god. Ok. Cái này có vẻ là thế mạnh của bạn không? Thể dục thể thao á? Thật ra thì một tuần 7 ngày thì em luôn duy trì tập luyện thể thao 5 ngày. Tập bộ môn gì? Em tập rất đa dạng, em có tập gym, em có cả chạy bộ, em có cả đạp xe đạp và em có bộ môn pallet đúng không? Đúng rồi, pallet. Vì bạn là một người chạy bộ rồi đạp xe đạp rất nhiều, thế nên là nếu mà bạn thua trả lời sai á, trả lời cái câu chuyện bạn đã được kể rồi thì em sẽ bạn đất gấp đôi. Đúng rồi, bạn sẽ phải chống đẩy. Vì là một người chạy rất nhiều nên chúng tôi sẽ cho bạn hít đất nếu bạn trả lời sai nhá. Đấy là nếu bạn trả lời sai thì chỉ có chân mà thôi, nhưng tay thì vẫn. Tôi không nghe thấy gì đâu. Tôi không biết đâu. Nào. Vâng. Đây. Ok.
đi về nhà. Rồi, bạn có 10 giây để kể về câu chuyện về bài hát này. Nhớ là câu chuyện chưa kể bao giờ nhá. 10 giây bắt đầu. Đi về nhà có một cái phiên bản khác hoàn toàn original của em viết cả bài luôn, chứ không chỉ riêng gì đoạn điệp khúc ở trong bài của anh Đăng Phong. Tại sao lại có cái phiên bản khác như thế? Thật ra thì câu chuyện này là tức là em có viết một cái phiên bản full. Thì khi đó thì em mới kết hợp với anh Đăng và để cho anh Đăng viết những cái đoạn mà em take những cái phần verse ra để mà anh Đăng giữ cái hook. Còn lại những cái đoạn kia thì để anh Đăng fill cái phần rap của anh Đăng vào. Thì đó cũng là cái lần đầu tiên mà em viết rap. Em cũng có thử viết trong cái bài đi về nhà đấy. Thì sau đó thì là cuối cùng là anh Đăng ảnh rất là thích. Anh rất là thích cái đoạn điệp khúc và nó inspire cho anh Đăng để anh Đăng có thể tạo ra một cái ca khúc đi về nhà như thế. Bây giờ thì Đen không có ở đây thì ai hát bây giờ đây? Làm gì còn ai? Mai Phương thì tôi không muốn hát rồi. Cái đoạn mà mình chưa công bố. Okay. Chứ còn cái đoạn công bố rồi thì nó lại không phải thử thách. Thật ra em không nhớ rõ lắm nha, tại vì nó rất là nhiều chữ nhưng mà em cứ thử thôi. 5 giờ sáng, tôi bắt hết đồ vào chiếc vali. Để con xe cưng ra ngõ làm bát vỡ tay uống ly trà đào. Thành phố vẫn còn đang ngủ, thành ra tôi phải có nhịp vô là em quên đó. Để cho đừng em làm đi. Dối, đừng làm dối. Năm giờ sáng, tôi bác hết đồ vào chiếc vali. Để con xe cưng ra ngõ làm bát vỡ tay uống ly trà đào. Thành phố vẫn còn đang ngủ, thành ra tôi phải tranh thủ. Tôi nhắn cô chủ chắc còn đang ngủ, chị ơi em về nhà nhen. Xe bong bong, tôi chạy trên quốc lộ. Tim lon ton, tự dưng tôi thấy ngộ. Ba mẹ tôi thường hay nói con cái trưởng thành khoảng cách càng xa, mà sao tôi lại cảm thấy con cái càng lớn càng muốn được quay về nhà. Wow. Hay quá. Nhớ lắm đấy, em không nhớ lắm đấy. Dạ không, em luôn có đó là tại vì đằng sau em quên rồi đó. Nhưng mà tại sao anh không ra luôn cái bản phiên bản này nữa đi? Bởi vì em nói thật là cái thời điểm mà bài hát đi về nhà nó quá là bom tấn luôn, phải dùng từ bom tấn, quá hot. Ở đâu cũng chia sẻ, đặc biệt là thời điểm cận Tết. Tại sao anh không nhân cơ hội đó ra luôn cái verse này thì em nghĩ là nó sẽ thành công chắc chắn. Thật ra thì mình nghĩ là một bài hát nó sẽ có một cái linh hồn nhất định. Và khi mà đi về nhà đã ra mắt với cái linh hồn đó rồi thì là cái bản này thì mình sẽ giữ lại cho bản thân mình. Tại mình cũng không muốn là khán giả bị distraction bởi quá nhiều phiên bản khác nhau. Đây là một cái điều mà hiếm thấy ở một nhạc sĩ trẻ. Đấy là nhạc sĩ trẻ, bởi vì là em thấy là nhạc sĩ trẻ thì họ sẽ tận dụng rất là nhiều cái cơ hội để họ có thể được biết đến nhiều hơn, hay là những bài hát của họ được nhiều phiên bản hơn này kia. Nhưng mà anh lại có một cái tôi của một nhạc sĩ mà em nghĩ rằng là rất là hiếm có, rất là trân trọng. Rồi, bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ bốc về lá thăm tiếp theo. Và còn nhiều quá này. Giữa đại lộ Đông Tây. Ôi, bài này tôi thích lắm, trời ơi. Giữa nào, đại lộ Đông Tây. 10 giây cho bạn. Bài này thì bị quá nhiều câu chuyện, nhiều thông tin rồi. Tôi không biết bạn còn để dành được câu chuyện nào quá để chia sẻ không? Quá hot, quá nhiều phỏng vấn về nó. Ca khúc này lẽ ra chị Yên Linh không ra mắt. Tưởng như là chị Yên Linh đã không ra mắt ca khúc này rồi. Thật ra thì là giữa đại lộ Đông Tây thì em gửi cho Linh, cho chị Linh từ lâu rồi. Em nhớ là chắc khoảng 2018, 2019 gì đấy. Thì lúc đó chị Linh cũng rất là thích bài, nhưng mà không có một cái dịp cụ thể nào nó phù hợp để mà chị Linh ra mắt cái bài này á. Thì em nghĩ là bài này chị Linh cũng trôi và quên lãng luôn rồi. Cho đến khi em mời chị Linh tham gia cái chương trình Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân. Xong em nói với chị Linh là tại vì cái chủ đề của cái số này đó là kiểu City of Star, là những ngôi sao trong thành phố. Thì em thấy có cái bài nó rất là, em thấy cái bài nó phù hợp. Cái chị Linh nói nhỉ. Lúc đó mới nhớ ra là mới sực nhớ ra là mình có cái bài hát này. Trời ơi. Thì chị Linh nói thế thôi hát thôi. Xong rồi, tại vì ý chị Linh cũng không có một cái plan trước nào cho bài hát này, cho nên là cứ thế hát thôi. Thì cuối cùng là khi mà hát xong thì bài hát này tạo được hiệu ứng rất là tốt. Và chị Linh ra mới bắt đầu gấp gáp thu âm và lắp gáp làm MV để mà có thể ra mắt một cái bài official cho mọi người. Ban nhạc của chúng tôi tâm lý quá khi nói câu chuyện giữa đại lộ Đông Tây là nghe thấy nhạc luôn. Thôi Tuyền hát một hai câu của bài này cho tôi nhớ lại một tí. Vâng. Mặc dù tôi biết là bạn hát bài này rất là nhiều rồi. Dạ, okay. Nhưng mà có ví dụ trong bài đấy có một đoạn nào hoặc câu hát nào bạn thích nhất? Dạ vâng, chắc ban nhạc cho em xin tông son thứ nha. Dưới là vô pháp mạnh nha. 2, 3. Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ khờ chen xe lướt nhanh. Lách lên qua dòng người vẫn đang ghi chặt tay ga lăn bánh. Gấp phanh nơi đèn đường đêm thay chờ còn 3 giây đèn xanh. Và em nói yêu anh.